Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em tiếp tục về một ít thôi. Lần này thì phục vụ các bác bán lẻ là nhiều, cũng một ít thôi. Còn các bác buôn thì nhiều quá rồi. Lần này thì là các bác nhìn thấy chữ gì không? Feedback các bác nhé. Feedback chiếc chống máy chống hú XTR 2.0. Bản này thì là bản chính hãng các bác nhé. Các bác có thể, em đã tháo một chiếc mên ra cho các bác xem này. Hai cái con IC rất là to, và các bác có thể nhìn rõ, nhìn kỹ đây. Bảng mạch nguồn của nó rất là chắc chắn, dây rất là to, rất là to, chắc chắn luôn. Tất cả các chi tiết làm rất là chi tiết. Các bác nhìn tất cả hàn bằng máy không nhé, rất là đơn giản thôi. Như là các bác biết thì cái con XTR 2.0 này thì nó rất hiệu quả cho những cái dàn karaoke nó bị hú nhiều, bị hú đến mức mà chúng ta không thể khắc phục được, thì chúng ta nên dùng cái con XTR 2.0 này. Thì nhiều bác trong gia đình cũng đã từng dùng, và nhưng mà thường thì gia đình thì dùng ít hơn, ở ngoài trời thường các bác cũng dùng ngoài trời thì dùng nhiều. Cái này em đang bán với giá là 1.850.000 bao ship tận nhà các bác nhé. Đấy, máy trần cộng với một sợi cáp nguồn thôi. Còn các bác muốn mua phụ kiện kèm theo, ví dụ như rắc Canon, thì các bác cứ thêm tiền các bác nhé, 100.000 một cọc. Đấy, nhìn đây là các bác, nếu mà các bác tham khảo kỹ về con này thì các bác biết con này là chính hãng. Đấy, nhìn là biết, còn đâu em không phải giải thích nhiều. Đấy, nhìn cái mên là biết, là các bác biết là nó là chính hãng. Vì như này nó đắt, ở hai con IC này. Đấy, hai con IC này là rất là đắt. Đấy, thì hôm nay em về phục vụ vài bác khách lẻ ốc đặt thôi, chứ thời gian này em không kinh doanh dòng này nhiều. Dòng này anh em nào đặt thì em mới lấy. Ví dụ như này có 5-7 anh em có nhu cầu ấy, thì em cứ ghi lại số điện thoại, ghi lại tên. Đấy, xong rồi thấy ổn thì em nhập về chục con, chứ em không lấy nhiều. Riêng cái dòng này thật ra là cũng ít người dùng, thì thật ra là anh em xử lý chống hú cũng nhiều, anh em xử lý rất tốt. Đấy, nên cũng không cần phải chống hú nữa. Nhưng mà nhiều anh em chưa chỉnh được chống hú thì dùng cái này, hoặc là cái bộ dàn nó quá hú, anh em nên sử dụng con này. Rất là đơn giản, rất là nhanh gọn nhẹ, đơn giản. Giá là 1.850.000, rất là rẻ. Và thị trường đang bán 2.2-2.5 triệu các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu con hàng về. Bác nào có nhu cầu thì mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Chào tất cả các bác.